Chào các bạn, trong video này thể theo yêu cầu của một bạn xem theo dõi kênh YouTube của mình đó. Các bạn nó muốn mình hướng dẫn cho các bạn cách chế tạo một cái đèn để mà các bạn bán hàng rong hoặc là trường hợp cúp điện. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ bộ cái cách làm để các bạn có thể nắm bắt được và tự thực hành tại nhà. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đèn led ha, dùng ắc quy 12V. Trong trường hợp mà các bạn để trên cái xe đẩy để bán hàng rong hoặc là trong trường hợp điện, thì trước nhất cái dụng cụ chúng ta cần là các bạn mua cái led thanh nhôm 12V Samsung. Cái chiều dài của nó là 1m ha, hoặc 5 thanh. Một cái bảng như thế này á, ở ngoài thị trường á, nó bán 10 thanh, có loại 10 thanh, có loại 5 thanh ha. Nè, một nhánh nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè, rồi có loại 10 thanh nữa, nó dài gấp đôi cái này. Thì mình mua loại 5 thanh thôi. Thì ở đây á, nó sử dụng cái chip led là 4014. Đây, trên cái thăm này nó sẽ ghi cái kích thước và cái chip led, đồng thời cái số lượng led luôn. Các bạn nhìn rõ không? Cái số 990 này á là 990mm ha, nó gần 1m. Các bạn có thể lấy thước các bạn đo chiều dài của nó, chiều dài nguyên một thanh của nó là gần 1m. Thì các bạn ra ngoài mua á, ngoài thị trường á, đây gần 1m. Tiếp theo đây sẽ là cái thông số của nó. Ở đây nó ghi là 4014, có nghĩa là chip led 4014 ha. Đồng thời của nó là 144 led, là tổng số chiều dài của một thanh này nè. Một thanh của nó gần 1m á, là số lượng của nó là 144 con. Thì ở đây mình có một cặp của nó là hai con led mắc song song với nhau, rồi nối tiếp hai con led mắc song song với nhau, nối tiếp con điện trở hạng dòng và nối tiếp với hai con led mắc song song với nhau. Thì một đoạn của nó như thế này á, là chúng ta được 6 con led. Ở đây mình toàn bộ cái chiều dài một thanh này á, mình có 24 đoạn. Để các bạn nhân lên là nó ra là 144 con led. Thì trên thị trường á, các bạn có thể mua nhiều loại nha. Nó có nhiều màu, như màu trắng, màu vàng là phổ thông nhất. Đó, ở đây là mình mua cái chip led là 4014. Ngoài ra còn có chip led 5054. Kích thước nó gần giống hình vuông á, là 5730 ha. Mấy chip led là loại siêu sáng, thì các bạn có thể ra các bạn thích loại nào các bạn mua loại đó. Còn màu sắc cũng vậy, màu sắc màu trắng, màu vàng ha. Kế tiếp, bạn tìm cho mình hai cái ống nước phi 27. Chiều dài nó lớn hơn 1m ha, và các bạn phải mua khoảng hơn 2m và một cái lơi phi 27. Như đây mình có cái lơi nè, phi 27 ha. Đồng thời các bạn lấy một ống nước á, phi 27, nó dài, các bạn đo kích thước hơn 1m cho mình, để dọc theo cái chiều dài cái thanh led này nè, sẽ cho nó nhô hơn một tí ha. Tại vì cái thanh led của mình á, chiều dài của nó gần 1m, thì mình sẽ cho nó nhích hơn tí, là khoảng hơn 1m là được. Các bạn cắt cho mình hai cái ống phi 27. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái băng keo xốp hai mặt ha. Băng keo dính cách điện, một cái băng loại băng keo này. Rồi băng keo trong,
mình nhắc lại, trong cái trường hợp mà các bạn thiết kế một cái đèn led này buôn bán ngoài trời á, nó phải nhờ những cái băng keo trong này bảo vệ để chống nước ha. Thì trong trường hợp mà mình bán trong nhà hoặc là có che chắn gì đó, mình không cần phải băng keo trong. Còn những cái trường hợp mà các bạn buôn bán ngoài trời á, trời mưa trời gió gì á, mình cần phải có băng keo trong để bảo vệ ha. Kế tiếp là cái keo dán sắt hoặc là keo dán ống á, ở đây mình dùng keo dán sắt. Một cái bình ắc quy xe máy thì ở đây á, thanh led này 12V, mình buôn bán ngoài trời á, thì không có điện thì ở đây mình sẽ dùng ắc quy 12V ha. Dây điện và hai cái kẹp cá sấu, hai cái đầu kẹp nè, các bạn mua ngoài thị trường á, đó là đầu kẹp ắc quy á, để mình kẹp vô trong bình ắc quy ha, hai cái cực âm cực dương. Rồi vậy là thành phần như vậy á, là tương đối ổn rồi. Rồi chúng ta sẽ nói về cái ưu nhược điểm thanh led này. Những cái ưu điểm của nó, led thanh nhôm á, thứ nhất á là cái này dễ thi công nè, cắt nối ghép thêm. Đây là một cái thanh thép nhôm cứng thì các bạn có thể dễ thi công ha, chứ không phải là cái dây led mềm nó cũng dễ bị đứt. Cái thứ hai á, các bạn thấy từng đoạn đoạn này nè, đây nó ghi cộng trừ nè, một cái đoạn này á là các bạn cắt ghép, các bạn có thể để nguyên một thanh là 1 mét, hoặc là các bạn cắt một nửa là khoảng nửa mét ha, thì mình sẽ cắt nối theo đoạn, ví dụ các bạn muốn dài hơn nối thêm ghép thêm, rồi nối cái cực âm cực dương cực dương, hoặc là các bạn có thể cắt ngắn bớt, miễn sao cắt đúng cái đoạn này nè, cái chỗ vạch này nè, các bạn cắt đúng là các bạn có thể cắt nối tùy ý. Ưu điểm thứ hai của nó là có đế nhôm tản nhiệt ha, cho chip led. Vì chip led của mình á, trong quá trình hoạt động nó sẽ nóng, thì để mà tuổi thọ chip led nó cao hơn á thì nó sẽ cần tản nhiệt. Cái vấn đề thứ ba là nó có điện trở hạn dòng. Đây, những con điện trở hạn dòng nè, các bạn nhìn trên đây á, nhưng cái led thanh này á, mình có cái con điện trở, nó ghi trên thân của nó là 390, có nghĩa là 39 nhân 10 mũ 0, có nghĩa là 39 ohm ha. Thì mình tính ra được cái giá trị cường độ dòng điện đi qua chip led á, là các bạn lấy 12V là cái điện áp của ắc quy. Rồi các bạn trừ đi 3 3 cặp nè. Một cặp của nó là chịu điện áp là 3V. Thì các bạn trừ đi là 9V, là các bạn lấy 12V là của ắc quy. Các bạn trừ 9V, rồi các bạn chia cho cái điện trở hạn dòng của nhà sản xuất. Ở đây nó cho là 39 ohm. Thì các bạn tính ra được cái dòng điện á, để mà nó cản trở lại 0,077 ampere, có nghĩa là 77 mA. Rồi nó đảm bảo cho led này sáng ha, nó không có cho quá dòng điện, cường độ dòng điện đi qua led ha, để làm cho chip led nóng và dễ bị đứt cháy. Như vậy đây cái điện trở hạn dòng của mình á, nó sẽ cho giới hạn cái cường độ dòng điện đi qua là sắp xỉ 80 mA. Theo đây mình sẽ nói về cái cách mà thi công làm một cái thanh led như thế này. Cái việc đầu tiên là các bạn mua những cái thanh led này tùy loại chip led mà các bạn chọn, nên kiểm tra trước là kiểm tra toàn bộ những con led này, coi cái chỗ nào mà có hư hỏng hay đứt gì đó là các bạn đổi lại. Còn cái chỗ nơi bán người ta test cho mình ha, người ta cấp điện áp 12V, tất cả các thanh led này nó đều sáng hết.
ở đây mình dùng cái bộ cấp nguồn, mình cấp vô để mình kiểm tra coi mấy con led này nó còn sáng hay không ha, hay có bị trục chặt bị hư gì không, bị đứt á. Thì mình hướng dẫn nhanh, các bạn ở nhà các bạn có thể từ từ mà làm, và làm cẩn thận một tí là được. Mình vặn đây cấp nguồn 12V DC là đúng với điện áp của bình ắc quy. Chân âm chân dương nè, phía cuối đường á, hoặc là bất kỳ cái giai đoạn nào á, các bạn có thể chích vô âm dương, tại vì nó mắc song song hết. Led nó sáng. Mua về là các bạn phải kiểm tra toàn bộ là led nó sáng hết ha. Đó, trường hợp nó sáng mình mới làm, còn trường hợp mà nó hư á hay nó bị đứt á, mất cái gì á là các bạn đổi lại. Như vậy đó ok. Hôm nãy chúng ta đã có hai cái đạn ống nước hơn 1 mét, các bạn đo cái chiều dài á, ướm sao cho bằng cái khoảng cách từ một đầu đèn led đến cuối đèn led. Rồi ở đây các bạn có thể dùng băng keo cách điện á, cột chặt từng đầu á. Đây mình làm cái sườn. Rồi mình lấy cái keo dán sắt á, hoặc là cái keo dán ống á, mình chích vô đây nè. Chích ngay giữa. Để cho hai cái ống này dán dính sát vào nhau, tạo thành cái sườn. Nó không di chuyển lệch qua lệch lại. Nên mình làm cái xương cố định luôn. Sau khi mà cái khung này á nó chắc rồi, các bạn lấy cho mình cái băng keo hai mặt ha, dán dọc theo cái thân này nè. Dán hai đường luôn. Rồi các bạn lột cái băng keo hai mặt ra. Rồi mình lấy cái thanh led mà mới test đó, mình ép vô chọc theo chiều dài là các bạn được cái khung như thế này. Nào, hai cái ống nè, phi 27. Bên đây dưới này á là cái băng keo hai mặt của mình dán cứng ngắc. Chính giữa này á mình sẽ có một cái lớp keo 502 keo con voi á, hoặc là cái keo dán ống á, là bạn đây cho thành cái xương nó cứng ha. Các bạn dùng một cái lơi 27 gắn vô, tại vì các bạn khi mà mình bán ở ngoài đường á, hoặc là mình bán trên những cái xe mà xe đẩy, thì các bạn cần nghiêng như thế này để cái đèn nó rọi xuống ha. Xe ba gác kéo, ba gác đẩy á, mình có cái chục ha, mình nhét cái đây rồi để cho cái đèn của mình á nó nằm xiên xiên như thế này để nó rọi xuống cái sản phẩm mà mình cần buôn bán. Như vậy là thiết kế tương đối xong nha. Cuối cùng mình chỉ việc đấu dây vô cái bình ắc quy 12V xe máy thôi. Các bạn mua những cái thanh led này á, nó sẽ có những cái dây điện, một cái dây đỏ và đen tương ứng với chân âm dương như thế này, thì mình có thể đấu nối song song như tất cả cái dây dương nè, nối song song với nhau, nối chung và ra một cái đầu kẹp đá xấu nối vào cực dương của ắc quy. Chân âm cũng tương tự như vậy là xong. Hoặc ở đây á, mình để mà tránh rườm rà hoặc dây nhỏ lung tung á, thì mình sẽ làm như thế này. Đây mình hướng dẫn các bạn làm. Như mình có đoạn dây điện như thế này nè. Rồi
mình đo cái chiều dài. Đây, từ vị trí mà cộng của thanh thứ nhất nè đến cộng thanh thứ hai á, mình cứ các bạn làm tùy ý thôi, các bạn ướm cong cong thôi. Đây nè. Làm cho cong cong vừa phải là được. Rồi, mình bẻ cái đầu lên. Tương tự các bạn làm cho cong cong thun thun à. Nói chung mình làm gì cho nó gọn được là được. Tại vì cái dây những cái nó ra mấy cái dây dài á, nhiều bạn mà lười làm này á thì bạn nối dây cho nó nhanh. Còn đây mình làm này vầy cho nó gọn ha, dây nhỏ. Rồi tiếp theo á, các bạn dùng cục quẹt nè, các bạn đốt cái này để cho cái nhựa này chảy ra phần đồng. Các bạn tách ra có cái lớp đồng ở đây nè. Sau khi tách ra, mình lấy cái mỏ hàn cho xi chì đây. Đó, mình làm như thế này nè. Rồi các bạn lấy một ít nhựa thông á, các bạn chích vô phần đầu phía chân đồng á, cho dễ bám chì ha. Rồi mình lấy chì, xi chì với mỏ hàn á mình xi lên cho nó nhanh. Thì những trường hợp mà các bạn nào mà không muốn á, làm như thế này á, thì có thể mình có dây sẵn mình đấu dây, nhưng mà dây đó là không có thẩm mỹ ha, tại vì nó nhiều dây nó cứ còn cộm lên á, còn mình liền làm cái này cho nó gọn đó, mình lấy dây chì mình xi vô thôi. Đây nè, mấy cái đầu của cái di động á, nó được xi chì như thế này. Thì những cái từ cái điểm này mình chỉ cần hàn vô cái chân tương ứng, như ở đây mình quy định di đỏ là cực dương ha, thì mình hàn vô phần di đỏ thôi. Rồi tiếp theo để cho nó nhanh á, mình tua qua cái quá trình hàn ha, thì các bạn được như thế này nè. Chân âm của mình á, nó chung hết. Các bạn tất nhiên là các bạn nối song song với nhau, còn chân dương tương tự nối song song với nhau. Rồi vấn đề cuối cùng là đã xong, mình chỉ việc đấu nối vô thôi. Ở đây các bạn nối vô hai cái kẹp cá sấu nữa là được. Mình nối đơn giản sơ bộ, còn các bạn ở nhà các bạn có thể làm kỹ được nha, để mình test thử cho các bạn thấy thôi. À, nối vô kẹp cá sấu để mà kẹp với ắc quy là xong. Nối hai dây âm dương luôn. Dây của mình nó có thở các bạn. Quấn băng keo cách điện, băng keo đen á, cho nó gọn lại phần này. Còn cái phần cái lỗ của cái lơi này á, là mình trên cái xe mình sẽ thiết kế một cái ống để mình gắn vô sao cho cái đèn à, nó chiếu từ đây đây xuống, trên đây xuống nè, xéo xéo á, nhìn xéo xéo cho đẹp ha. Đi dây á, các bạn thiết kế dây sao cho nó dài vừa đủ, mình đặt ắc quy vô là được. Đây mình cấp nguồn, nhìn nó sáng mày là ok các bạn, thiết kế hoài là đẹp. Rồi và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn làm một cái đèn led cho những bạn mà bán hàng rong hoặc là trong trường hợp cúp điện. Thì thiết kế là cách làm cũng rất khá đơn giản ha, chưa đầy một tiếng là các bạn đã làm xong rồi. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà thiết kế dùng để bán hàng rong á, những cái led như thế này nè,
nó không có lớp silicon bảo vệ. Đây là cái nhược điểm của nó. Vì thế mình phải dùng một cái băng keo, đây là băng keo trong, mình các bạn quấn lại để mà cách nước ha, ngăn không cho nước vào, tại vì khi mà nước vào á nó sẽ bị oxy hóa ra ten nè, nó bị hư cái con chip led và như bị một cái điện trở ha. Nó không giống như những cái dây silicon. Đây, những cái phần này á, nó sẽ chống nước cho các bạn, không bị nước vô. Thì ở đây mình khắc phục bằng cách mình dùng băng keo trong, mình cuốn chặt, cuốn một vòng thôi nha, chứ các bạn cuốn nhiều quá là nó sẽ mờ. Mình cuốn một vòng cho nó kín thôi là ok ha. Còn đối với những cái trường hợp mà các bạn thiết kế trong nhà cúp điện á, thì mình không cần phải dùng cái băng keo đeo trong này mình cuốn. Rồi, vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.